Ca sĩ Khánh Ly, Đồng Nai là nơi tôi mong mỏi đi về lúc cuối đời. Danh ca Khánh Ly chia sẻ, Năm 2016 này tôi tròn 72 tuổi và nếu tính từ năm 9 tuổi khi tôi đứng trên sân khấu tham gia một cuộc thi hát dành cho thiếu nhi thì tôi đã có 63 năm theo nghiệp cầm ca. Đó là một thời gian rất dài và tôi hạnh phúc khi gần trọn đời mình được gắn bó với ca hát. Đó là chia sẻ của danh ca Khánh Ly với khán giả trong đêm nhạc như Cánh Vạc Bay diễn ra tại thành phố Biên Hòa gần đây với sự tham gia của hơn 1.000 người mến mộ bà nhấn nhá nói nếu không có ca hát thì giờ tôi là người thế nào đang làm việc gì cũng không biết nữa và đặc biệt nếu không có nhạc sĩ trịnh công sơn có những bài hát của anh thì chắc chắn không ai biết tôi là ai ca hát hát những bài hát của trịnh công sơn đã giúp tôi đứng trên sân khấu để được khán giả yêu thương suốt hơn nửa thế kỷ qua đồng thời tạo cho tôi một cuộc sống vật chất tốt do vậy tôi luôn biết ơn trịnh công sơn người đã mang đến cho tôi tất cả Biết ơn cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bao nhiêu thì nữ danh ca lại không quên được cảnh đời cơ cực trước khi mình gặp được vị nhạc sĩ tài hoa đã khuất này bấy nhiêu. Năm 9 tuổi tôi mất cha, mẹ đi thêm bước nữa, lúc đó tôi rất thiếu thốn tình thương. Sau đó tôi theo mẹ vào Đà Lạt sinh sống, đến năm 11 tuổi nghe thấy tại Sài Gòn đang có cuộc thi tuyển ca sĩ Nhi Đồng tôi đăng ký tham gia và đoạt giải nhì. Vài năm sau tôi đi hát cho các phòng trà tại Sài Gòn và Đà Lạt nhưng thu nhập chẳng đáng là bao. Do vậy mà lúc đó cuộc sống rất khó khăn. Rồi tôi gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Nhạc sĩ mời tôi hát những sáng tác của ông và chúng tôi nhanh chóng trở thành một đôi nghệ sĩ. Ngoài những buổi biểu diễn ở phòng trà thì hơn 10 năm trên chiếc xe đạp của mình, Trịnh Công Sơn và tôi đã có những buổi diễn ngoài đời miễn phí cho sinh viên. Lúc đó vì đam mê mà chúng tôi biểu diễn không đòi hỏi gì. Nhớ lại lúc đó, tuy phải chịu khổ, thiếu thốn trăm bề, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình hạnh phúc khi được hát những ca khúc của anh Trịnh Công Sơn. Từ năm 1960 trở đi, Khánh Ly được nhiều đài, công ty mời hợp tác để thâu băng nhạc Trịnh Công Sơn. Sau năm 1985, Khánh Ly cùng chồng là nhà báo, nhà văn Nguyễn Hoàng Đoan, quê tại Hồ Nai, Trảng Bom, mở hãng thu riêng mang tên Khánh Ly Production tại Mỹ. Hiện cuộc sống của tôi rất ổn mặc dù tuổi đã cao, chồng tôi đã xa tôi mãi mãi nhưng tôi vẫn tận dụng thời gian sức khỏe mình có để đứng trên sân khấu, không phải vì thù lao mà vì mong muốn đền đáp công ơn của khán giả đã yêu mến tôi, muốn phổ biến nhạc của anh Trịnh Công Sơn nhiều hơn đến với tất cả mọi người. Có như vậy tôi mới thấy mình xứng đáng với những gì mà anh Trịnh Công Sơn đã ưu ái dành tặng cho tôi với những nỗ lực bất chấp tuổi tác, sức khỏe để đứng trên sân khấu của Khánh Ly đã góp phần đưa nhạc trình trở nên phổ biến đến với người nghe, dù là ở bất kỳ lứa tuổi nào ở hải ngoại hay ở trong nước. Nhắc đến Khánh Ly là nhớ đến nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cùng những bài hát của ông và ngược lại. Bà Hoàng Thị Thu, một khán giả có mặt trong đêm nhạc như cánh vạc bay, diễn ra tối ngày 16 tháng 10 năm 2015 nói. Còn theo danh ca Ê Phương, một trong những người bạn thân thiết của Khánh Ly, mong muốn được đứng trên quê hương hát cho đồng bào nghe là ước mơ mà ai cũng biết của Khánh Ly. Nhưng nữ danh ca còn có một ước mơ bài dấu kín, ít khi chia sẻ với ai, đó là mong muốn được một lần hát trên chính quê hương của chồng. Sau mặc dù về nước biểu diễn thường xuyên từ năm 2014, nhưng phải đến ngày 16 tháng 5 2015 vừa qua, Khánh Ly mới được biểu diễn lần đầu ngay chính nơi chồng mình từng sinh sống. Lần biểu diễn này mang đến cho tôi nhiều điều đặc biệt. Đầu tiên là tôi được khán giả Biên Hòa Đồng Nai tặng một bó hoa rất lớn, mà suốt 60 năm đi hát khắp mọi nơi trên thế giới đây là lần đầu tiên tôi được tặng Thứ hai là hát trên quê chồng đem đến cho tôi cảm giác như được trở về với quê hương mình. Điều thứ ba là khán giả biên hòa rất lịch thiệp, hòa nhã, trân trọng những người nghệ sĩ đã tạo ấn tượng khó phai trong tôi. Tôi mong muốn mua một mảnh đất nhỏ ở tại Hồ Nai, quê chồng tôi để làm nơi đi về lúc cuối đời, nữ danh ca chia sẻ thêm. Khánh Ly, đường đời bao nỗi Ca sĩ Khánh Ly năm nay đã bước sang tuổi 74, bà sinh năm 1945 tại Hà Nội trong một hoàn cảnh gia đình khá đông con, éo le. Bố mất sớm, mẹ đi bước nữa, nhưng gen ca hát vượt trội của cô bé Lệ Mai, tên khai sinh của ca sĩ Khánh Ly lại được thừa hưởng từ người bố. Những giai điệu huyền diệu của dòng nhạc tiền chiến đã quyến rũ tâm hồn lệ mai. Hình ảnh người bố với cây đàn luôn luôn hiện lên trong những ngày tháng lệ mai cô đơn, bươn trải trên mọi nẻo đường. Lệ mai lớn lên với tính cách mạnh mẽ, say mê hát, học lỏm rất nhanh. Từ bé đã tự đi đăng ký dự thi hát ở Hà Nội. Năm năm tư, cô bé theo gia đình cùng cha ruộng di cư vào Nam. Hai năm sau đó cùng cả nhà lên Đà Lạt sinh sống. Lệ mai hay tin có cuộc thi ca hát cho tuổi nhi đồng ở Sài Gòn. Thế là lại trốn nhà đi thi, đoạt liền giải nhi mỗi ngày một lớn, giọng hát càng hay. Năm 62, lệ mai bắt đầu hát kiếm tiền ở nightclub Đà Lạt với danh xưng Khánh Ly. Nhưng mọi sự không hề suôn sẻ khi Khánh Ly bất ngờ lấy chồng, sinh con, rồi vướng vào đường đời lận đận. Khánh Ly bước vào cuộc hôn nhân như người đang bị trôi trên sông, với được một bàn tay nghĩ đó là cái phao cứu cánh số phận. Khánh Ly sinh liền hai đứa con. Vào thời điểm này, Khánh Ly tình cờ gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại Đà Lạt, hai người tâm đầu ý hợp về âm nhạc. Nhưng rồi mọi sự chỉ dừng ở bản thu những bài ca mới sáng tác, chưa mấy ai biết tới. Tất nhiên cuộc sống hôn nhân đã trói buộc Khánh Ly với những vươn trải mưu sinh nặng nề. Hàng đêm Khánh Ly vẫn mải miết hát ca, thể hiện những cung bậc vương vấn đầy khắc khoải như vận vào cuộc đời. Hôn nhân vội vàng, không thể lấp đầy, khoảng trống rỗng trong tâm hồn người nghệ sĩ, bi kịch ngày một dồn tụ. Sau vài năm Khánh Ly ly hôn, ôm hai con về Sài Gòn trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng. Đó là câu chuyện kết thúc của năm 67. Và lại như một sự tình cờ, Khánh Ly gặp Trịnh Công Sơn cũng vừa rời Bảo Lộc về Sài Gòn. Bắt đầu cuộc viễn du ca nhạc của hai người từ đây, Khánh Ly trở thành hình tượng một nữ hoàng chân đất cùng với nhạc sĩ lãng tử Trịnh Công Sơn bên chiếc guitar thùng bập bùng trong những đêm ở quán văn sau trường văn khoa Sài Gòn. Nhưng rồi cuộc đời thật chớ treo, mấy năm sau Khánh Ly đã mở một quán cà phê ca nhạc và đi hát ở vũ trường với mục đích mưu sinh để nuôi hai con còn nhỏ. Chính vì thế Khánh Ly lại rơi vào một cuộc khủng hoảng khi dính vào một cuộc hôn nhân nhưng không giá thú và cũng sinh được một mặt con. Cuộc hôn nhân thứ hai vội vã không kém cuộc hôn nhân lần đầu tiên và kết thúc còn sớm hơn mà không hề có chút vấn vương. Chưa hết, Chẳng bao lâu sau lại một sĩ quan trẻ tìm đến, nảy sinh tiếng xét ái tình mới. Cả hai quấn quyết yêu thương trở thành cặp đôi tình nhân nổi tiếng. Cái chết của người sĩ quan trẻ này tại Đà Nẵng đã chấm dứt tất cả. Và do nhận thức mơ hồ về thời thế, dẫn tới cuộc ra đi của Khánh Ly trước ngày Sài Gòn giải phóng. Từ đó kết thúc hình ảnh một ca sĩ chân đất với giọng hát ma mị, ám ảnh lòng người suốt 10 năm qua. Khi ấy Khánh Ly vừa tròn 30 tuổi, hàng chục năm nay vẫn còn nhiều người nghi vấn chuyện tình duyên giữa nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với ca sĩ Khánh Ly. Không dễ mấy ai tin rằng gần 10 năm gần gũi vai sánh vai ngày đêm ca hát cùng nhau mà hai người lại không nảy sinh tơ lòng và tình yêu cất tiếng. Nhất là sau này, dường như Trịnh Công Sơn trong nhiều sáng tác đã lấy quãng giọng của Khánh Ly làm chuẩn. Nhạc sĩ luôn có ý thức viết để cho Khánh Ly hát. Không lẽ hai người gắn bó đến thế mà lại chẳng hề có chút tơ lòng? Hàng trăm câu hỏi có phần tò mò để phát hiện ra cho dù chỉ một tình huống lộ diện. Đúng là uổng công, bởi lẽ thời gian gặp Khánh Ly vào năm 64, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đang say đắm với mối tình giao ánh. Ấn tượng gặp và mến mộ giọng hát Khánh Ly đã được Trịnh Công Sơn viết trong cuốn thư tình gửi cho một người với một cảm xúc như một sự phát hiện trong ca hát mà thôi tiếp theo cuộc gặp gỡ năm 67 giữa hai người ở sài gòn cũng là sự tình cờ chính nhạc sĩ trịnh công sơn cũng ngạc nhiên và mừng rỡ nhạc sĩ mừng vì những ca khúc của mình từ nay đã có giọng hát khánh ly chắp cánh bay sau thời gian du ca trong những đêm sinh viên cho dù hai người đã từng sống chung cùng bạn bè nơi quán văn nhưng không hề có sự xao so xuyến giữa hai con tim ngay kể cả khi có dịp sang nhật hay châu âu biểu diễn và những năm 69 70 hai người cũng chỉ như một cặp bài trùng thể hiện xuất sắc ca khúc mà thôi sau này khánh ly lại vương vào những cuộc tình mới mải miết kiếm tiền nuôi con nhỏ trịnh công sơn chỉ nhìn theo tiếc nuối có phần trách móc vì không còn những ngày hát cho sinh viên nghe nữa quan hệ giữa hai người chỉ dừng lại ở ơn nghĩa anh là hình em là bóng nếu nói không có trịnh công sơn thì không có khánh ly hoặc ngược lại cũng đều đúng vì sự gặp gỡ của họ chính là một định mệnh ở một chữ duyên âm nhạc trời cho duyên nghiệp ấy đã dở dang khi khánh ly tìm phương trời khác ra đi trong vội vã hai người chia tay trong im lặng đó là khoảng trống tê tái biệt ly rất may mắn khi mới bắt đầu trên đất Mỹ năm 75, mẹ con ca sĩ Khánh Ly đã gặp được một người đàn ông hào hoa, đó là nhà báo kiêm nhà văn Nguyễn Hoàng Đoan cũng cùng với hai con gái vượt biển sang đây trước đó ít lâu. Phải nói đây chính là cuộc gặp gỡ định mệnh lạ lùng giữa hai người, bởi vì ngay thời kỳ ở trong nước, Nguyễn Hoàng Đoan không thích giọng hát Khánh Ly cho lắm, thậm chí ông còn ít nghe Khánh Ly hát, nhưng rồi có lẽ với nét duyên trời cho và tính cách mạnh mẽ của Khánh Ly đã chinh phục được nhà báo Nguyễn Hoàng Đoan, ông cầu hôn và tận tình đến với mẹ con Khánh Ly. 3 tháng sau Khánh Ly đã nghĩ hết mọi nhẽ và gật đầu đồng ý. Đặc biệt một thời gian sau, nhà báo Nguyễn Hoàng Đoan bỏ nghề báo, đứng phía sau trông năm con cái, công việc gia đình từ đó Khánh Ly toàn tâm toàn ý phục dựng lại sự nghiệp ca hát trên đất Mỹ. Riêng bộ trang phục áo dài và mái tóc quê hương đã được tạo dựng phong cách và hình tượng sân khấu của Khánh Ly đã có phần chăm lo chu đáo của Đức Lăng Quân Nguyễn Hoàng Đoan. Đáng chú ý, người chồng này rất chăm chút về vóc dáng trên sân khấu cho vợ. Phải nói đây là trường hợp hết sức thú vị với hình ảnh người đàn ông phía sau vinh quang của người phụ nữ hỗ trợ giúp việc cả phong cách nghệ thuật đến phương thức kinh doanh trên thị trường âm nhạc. Chính vì thế, trung tâm sản xuất băng đĩa Khánh Ly đã phát đạt và bán được hàng triệu album ca nhạc trên đất Mỹ. Nhà báo Nguyễn Hoàng Đoan đã trở thành người quản lý của vợ từ việc nhận show đến quản lý tiền bạc. Hạnh phúc đã hanh thông được tới 40 năm. Vậy mà bất ngờ nhà báo Nguyễn Hoàng Đoan đã ngã bệnh ra đi khi mới bước qua tuổi 70, ngày mùng 8 tháng 1 năm 2015. Chuyến đi cuối cùng của nhà báo Nguyễn Hoàng Đoan với Khánh Ly là chương trình live show tại Việt Nam vào tháng 7 năm 2014. Sau đó, ông về giúp vợ công việc xuất bản cuốn hồi ký, phía sau những nụ cười do nhà xuất bản văn học ấn hành vào quý 2 năm 2015. Trước khi ca sĩ Khánh Ly về nước giới thiệu và phát hành cuốn sách thì nhà báo Nguyễn Hoàng Đoan ra đi vĩnh viễn, một đòn choáng váng, rộ lên cuộc đời ca sĩ Khánh Ly khi đã bước vào tuổi xế chiều. Nỗi đau cuộc đời vẫn không tha cho phận tha hương trở về cội nguồn, đó là tiếng vọng của trái tim mà bấy lâu nay ca sĩ Khánh Ly ước muốn. Một cõi đi về, cuốn sách phía sau những nụ cười, một dấu mốc sau 40 năm xa quê, đồng thời cũng là ký ức thăng trầm trên chặng đường nửa thế kỷ Khánh Ly hát nhạc Trịnh Công Sơn.